Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa tai loi Nomod C25. Đôi này mình mới về tuyển chọn đẹp xuất sắc anh em ạ. Mình sẽ làm review để gửi tới anh em tham khảo đôi này và báo giá. Giá mình bao cho anh em là giá tốt nhất toàn quốc anh em nhé. Mà một cặp loa cực kỳ là đẹp, mình mua tại Nhật về. Anh em nào đúng chân sản phẩm này thì alo cho mình, đến với kênh của mình, anh em mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đăng bán hàng ngày anh em nhé. Đây là một cặp loa tai loi, anh em nhìn thấy đôi e căng của nó này. Đôi e căng này của nó là màu nâu nâu nhé anh em nhé, chứ không phải là màu đen đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng xuống màu rồi. Và đôi tem tai loi, tem đồng của nó cũng xuống màu rồi anh em. Thùng là thùng vân gỗ màu vàng anh em nhé, toàn bộ là gỗ lạng hết. Góc cạnh là vuông vắn, không bề lở một chút nào cả. Mình đo cho anh em cái thông số trước nhé. Con này chiều cao của nó là 46 phân anh em ạ. 46 phân 5. Nó rơi vào tầm khoảng 46 phân 5. Và chiều sâu của nó là tính ra đến ê căng là 28 phân anh em ạ. 28 phân. Và chiều ngang của nó là 31 phân 5 anh em ạ. 31 phân 5. Chiều sâu là 28 phân 5. Chiều cao là 46 phân 5. Đấy là toàn bộ cái thông số của nó nhé anh em nhé. Và anh em đi vào các tuyến hoa của nó, mình sẽ mở cái căng. Đôi này mình tuyển chọn được đúng một đôi thôi anh em ạ. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Giá cũng tốt nhé anh em nhé. Đây này anh em nhìn này. Cái e căng của nó này, khung của nó là khung gỗ nhé. Đây là một chiếc này. Và tiếp tục mình mở chiếc bên này nữa. Đây là chiếc thứ hai này anh em này. E căng còn rất đẹp, khung gỗ lưới vải. Cấu hình của nó sử dụng như sau. Một con bát 20 mít chép đồng trục anh em nhé. Kiềng vàng, gân cao su, còi vàng anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy còi vàng của nó này. Và họng vàng. Kiềng của nó là kiềng vàng. Tất cả là nguyên bản mộc mạc hết nha anh em nhé. Một con bát 20 gân cao su, kiềng vàng, còi vàng, họng vàng anh em nhé. Còn rất là đẹp. Và bên dưới này nó có một cái lỗ thông hơi, vẫn còn vải anh em nhé. Đây này, lỗ thông hơi vẫn còn vải này. Và Nomod C25 tai loi sản xuất tại Britain, chính quốc Anh. Anh em nhìn tất cả các chấu e căng của nó còn nguyên zin. Tất cả các chấu e căng còn nguyên zin nhé anh em nhé. Và từng con ốc một nguyên zin hết. Đẹp xuất sắc anh em ạ. Giá mình đang bán cho anh em là 24 triệu bao ship cho một đôi loa cực kỳ là đẹp. Thùng gỗ lạng hết. Anh em nhìn thấy khung viền của nó này, mộc mạc từng cm một. Đấy, nó có một cái viền nổi lên đấy anh em ạ. Đây này, có cái viền này nổi lên. Đẹp từ cả e căng ra đi.
và anh em xem thùng vách của nó này, thùng là thùng màu vàng luôn, thùng vân gỗ gỗ lạng màu vàng, góc cạnh vuông vắn hết, không bể lở một chút nào. Và anh em đi vào cái thông số đằng sau nhé, đây này anh em nhìn cái hậu vách của nó này. Đấy. Đấy, tất cả hậu vách của nó mình quay rất gần và chậm nhé anh em nhé, để gửi tới anh em đôi này. Đằng sau nó có một cái tem đây này, toàn bộ thông số đằng sau đây anh em này. Tai loi tích. Đấy, tai loi tích. Cầu loa của nó là anh em có thể đút mỏ chim vào đây, à xin lỗi anh em, bắp chuối. Và bên trong này anh em có thể đút mỏ chim vào hoặc là kẹp dây vào hai bên. Đấy. Và đây tem mác logo của nó đây, tai loi tích. Anh em nào yêu đôi này thì alo cho mình. Mình đang bán cặp tai loi Lomotsi 25 giá 24 triệu là bao ship cho anh em tận nhà rồi. Giá cực tốt, anh em cứ tham khảo đi. Anh em tham khảo đi rồi alo cho mình. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Xin chào tạm biệt anh em.